Mọi người, phòng mình hôm nay có thêm một bạn nhân viên mới đấy nhá. Đi vào đây em, không phải ngại. Em chào cả phòng mình ạ, à. Em là thực tập sinh mới. Này, em thấy có chỗ bàn làm việc trống trống kia không? Từ giờ đấy là chỗ làm việc của em nhá. Thôi, bàn làm việc đi, mọi người làm việc đi nhá. Em chào anh ạ. Hello em. Em tên Mai ạ. Em vừa mới đi làm ở đây được một tuần thôi. À thế à? Anh tên là Huy. Thế em ở đây em làm quen được anh chị nào chưa? Dạ vâng, em cũng mới làm quen chứ chưa tiếp xúc nhiều đâu. Phòng mình là có anh Kiệt trưởng phòng, chắc anh biết rồi đúng không? Anh cạnh anh đi cả là anh Bách, là anh cũng làm design với edit giống anh ấy. Còn hai chị đầu kia là hai chị bên content, là chị My với chị Ngọc. Chị tóc ngắn hơn chị My, còn chị còn lại chị Ngọc. My ơi, sao đây ta bảo đây? Nói. Thế sao mày lại dưới cái ảnh này? Tao tưởng trước mày bảo anh xấu cơ mà. Nhưng mà ông Kiệt khen đẹp. Ô hay, thế cái ảnh tao vừa làm lại thì mày tính thế nào? Mày vứt cái đấy đi, không dùng cái đấy nữa. Mày đùa bố mày đấy à? Mày có biết là hôm qua tao phải thức cả đêm mày làm lại cái ảnh này vì mày không? Mà bây giờ mày bảo vứt là vứt thế nào? Thế bây giờ ông trưởng phòng ông thích cái ảnh trước, ông khen đẹp cái ảnh trước, tao lấy cái ảnh trước thôi. Bây giờ mày làm ảnh sau đúng không? Mày tiếc cái ảnh sau mày đem về trưng lên bàn thờ nhà mày cho nó tiếc. Mày kêu kêu với tao cái gì? Mấy bạn ơi hơi ồn nhá. Đây là cái văn phòng chứ không phải cái nhà văn hóa đâu. Cái miệng nhiều chuyện nó đã bỏ được đâu. Việc nhà mình không lo, người ta có chửi nhau hay không thì kệ mạ người ta chứ. Dạ nhưng mà đây thấy ồn lắm ạ. Thấy ồn thì bị cái tai vào, còn nếu cảm thấy khó chịu quá không chịu được ấy thì cút ra ngoài. Em nhân viên mới đúng không? À dạ vâng. Ừ, hai đứa mới vào làm thì có gì bảo nhau nhé. Còn nếu có gì không biết thì ra kia hỏi chị. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chị My với chị Ngọc ghét nhau lắm đấy nhá. Lúc nào mà thấy hai bà lại cắn nhau hay đánh nhau ấy thì né ra. Không hai bà lại cắn luôn cả anh đấy. Em ra. Dạ. Thế sáng giờ làm quen được công việc chưa? À, em cũng quen quen rồi ạ. Thế giờ có rảnh không? Em đi giúp chị mấy cái clip vậy. Đó. Thôi, chị gửi có tí thôi mà, không phải lo đâu. Nhìn mặt mày giỏi thế này, ngoắm có tí là xong à. À, dạ, được ạ. Đấy, chị vừa gửi cho em rồi đấy. Ui, sao nhiều với chị? Ui, thì bậy. Có mấy chục cái mà có nhiều đâu. Với lại ngày đầu đi làm mà chị tạo công ăn việc làm cho mà làm gì nữa à. Chứ không ngồi rảnh cũng biết làm gì đâu. Thôi làm đi, không là chị mời cà phê nhá. Dạ, vâng. À với lại Mai ơi. Dạ. Cái kịch bản hôm qua chị gửi cho em viết xong chưa? À em còn một cái nữa đang viết dở. Ui dồi ôi, gần xong rồi, giỏi thế. Chị cứ khen thế em ngại lắm. Không, chị nói thật, em là có năng khiếu viết lách đấy. À với lại tiện thì viết luôn hộ chị cái đống này mới nhá. Hai cái đứa này mới đi làm phải tích cực lên chứ lị. Chứ nếu mà không là phòng mình mất danh hiệu thi đua của tháng đấy nhá. Cố gắng mà làm đi. Thôi chị phải làm việc tiếp đây. Có gì thì nhờ chị nhá. Em đứng với nhờ. Bách ơi, làm xong video cho Bách ơi. Mày từ từ, tao không phải là thánh mà là nhờ một phát mà tao xong ngay trong buổi chiều được nhá. Mày làm gì mà tao gửi mày từ sáng giờ vẫn chưa xong? Đợi tí, tốc độ lên nhá, không là tao mày bị tế sống này đấy. Này, ăn đi xong mà làm việc. Để ở bàn đấy. Cảm ơn. Ôi thế lại còn được hai cái đứa này, chúng mày làm gì mà vãi cả mồ hôi ra kìa. Dạ bọn em viết kịch bản mới edit clip ạ. Đâu chị xem nào. Ôi thế mấy cái clip này là từ bao đời bao đời rồi cơ mà. Ai lôi ra cho mày làm đấy? À chị Ngọc nhờ em sửa đống clip này trong chiều nay chứ em cũng không biết ạ. Ôi dồi ôi, lại được cái con này nữa. Cái này có phải việc của mày đâu mà mày làm hả Mai ơi? Em cũng không biết, em thấy chị Ngọc đưa cho này cho em làm. Ai có con danh con này. Hey, hot liên tục cái bạn đây. Sao mày xuống việc này cho con Mai làm? Việc của mày là việc của nó. Công ty là môi trường tập thể đoàn kết nha bạn nhá. Có việc gì thì phải tự biết phân nhau ra mà làm giúp đỡ nhau. Chứ không phải là ai phân việc gì thì chỉ làm mỗi việc đấy thôi đâu. Ừ. Thế còn mày làm cái bỏ mẹ gì? Thế mày đem để làm cảnh mày để trưng à? Xong mà có lời mấy cái video cũ cho chúng nó edit làm gì? Chúng nó đi thực tập chứ chúng nó có làm gì mày đâu mà mày phải bắt ra chúng nó. Tao thích. Ở đây rèn được cái tính chịu được áp lực cao ấy thì mới tồn tại được bạn ạ. Mày có thích áp lực không? Tao thả mày vào nồi áp suất tao đem đi hầm luôn bây giờ. À, thế là chúng mày thích làm liên minh công lý hòa một lũ vật định úp xoạt tao đúng không? Tao thích sống công lý thế đấy. Mày sống lỗi xong mày ghen tị với bọn tao à? Công lý suy cho cùng chỉ là diễn viên hài thôi. Ô mẹ con này chui từ dập xiếc là ra vậy. Ô nào cái gì đấy? Thế hai cô làm cái gì mà cãi nhau om sòm xong để với phòng khác phản ánh ồn nào đấy kìa? Có gì để tố tan làm về thì phòng mình ở lại họp. Thôi ông anh ạ, con này em có gia đình, cũng phải về ăn cơm với bố với mẹ chứ không có rảnh ở lại họp nhé. Thế thôi, không thích họp thì thôi. Nếu mà không họp ý, thì cái mồm đừng gào om lên thế nữa.
Mày nín. Cái loại như mày tao không chấp. Đấy, xong rồi đấy. Mày mà bắt tao sửa lại nữa tao đấm cho loài do mày. Xuất file đi, không cần phải kiểm tra lại đâu. Nhưng mà nay nóng nhở, ướt hết cả nách. Này, hai đứa này. Dạ. Ăn chè không chị bao? À, thôi ạ, à, em ngại đó. Ngại cái tiền sư mày chứ để. Ăn đi, tao lên GrabFood tao đặt cho, nhá. Đấy, cứ mỗi lần tao đặt đồ ăn cho cả phòng là tao đói hết cả đầu ấy nhá. Này, chọn đi xong đưa máy cho từng người giúp chị. Ê, chú mới đặt chè xong chưa đấy, máy chị đâu? Ôi dồi, cái thằng Bách nhưng mà không đặt đồ ăn à Bách? Ơ nhưng mà sao phải từng người đặt thế chị? Ôi đấy, chị không đưa máy cho từng người thì chị biết chúng mày ăn gì mà chị đặt? Chị tạo đơn nhóm trên GrabFood trong xe và nhóm chat của phòng mình ấy. Ăn gì thì tự đặt thôi. À, ô chị không biết à? Bây giờ trên GrabFood nó có tính năng đặt đơn nhóm này, tức là chị tạo một cái đơn ấy xong rồi chị gửi vào nhóm chat ấy, mọi người ăn gì bấm vào link cái đặt thôi. Đâu, chỗ nào đây? Đây chị tạo với. Dạ đây chị. Chị cứ vào một cái quán nào đấy đặt đơn như bình thường nhá. Đấy, nó có cái nút đặt đơn nhóm trên này này. Xong thì mình chỉ cần chia sẻ vào nhóm thôi ạ. Đỡ phải đưa máy cho từng người order mà nếu có chia bill thì cũng tiện nữa. Với lại nếu chị nhập mã thái độ nhá là sẽ được giảm 30k cho đơn 250k đấy. À đây, đơn thật này. Cái thằng Bách được mày ăn gì mày đặt đi không tao cho mày nhịn đi nhá. Đây, em chọn rồi ạ. Thế còn chị Ngọc phải sao chị? Con nào? Ngọc á? Chị tiếp đọc tin nhắn nhóm rồi còn gì? Chắc nó không ăn cái mẹ nó. Đấy, thanh toán rồi. Lát nữa là xuống lấy hàng gọi chị nhá. Mọi người ơi, chè về rồi ạ. Chè về, chè về. Anh Bách là chè thái bưởi à? Anh Bách ơi. À ừ, để bàn hộ anh cái. Cảm ơn nhé. Cốc này của em à. Ô, chị My đâu anh? Anh không biết. Nãy thấy chị đi đâu ấy. Thôi em cầm này để ra bàn cho chị một cốc. Dạ, vâng. Ơ, nãy không đưa nào xuống lấy đồ ăn à? Dạ. Ơ, cái mai nãy vừa để bàn cho chị một cốc rồi mà. Vẫn để bàn cho chị. Đâu làm gì có. Chị thấy trên bàn chị có cậu. Không chút kia ha. Hey. Mà tao tưởng mày không ăn. À tao thấy chúng mày rủ nhau ăn chè mà chả thấy bảo gì tao nên là thôi. Tao chả chầm đặt. Này nhá, tao còn nhắn tin vào trong nhóm rồi nhá. Và tao thấy mày đọc tin nhắn rồi nhá. Thế tại sao mày không đặt chè mà vẫn dám lấy cốc chè của tao ăn? Ai chả. Không có cái cốc chè làm gì khó khăn thế hả bạn? Mày cơm ngay cái mồm mày đi không? Tao đấy cơm đấy. Tao vả vỡ mồm mày ra bây giờ. Tao tách cả cỗ tổ nhà mày đấy. Này. Ui, bụi gì đấy? Thì những trường học đánh nhau với nhau với anh ạ. Còn dánh con này. Anh nhắc các bạn không biết bao nhiêu lần rồi nhá. Cái môi trường công ty mình là môi trường công ty hòa đồng và đoàn kết. Thế nên là anh không bao giờ đồng tình với cái việc mà các bạn gây gổ, đánh nhau hay là làm bất cứ một cái gì làm xấu hình ảnh công ty mình, được chưa? Thử hỏi xem nếu để các phòng khác biết được và các sếp biết được thì cái... anh kết đây không nhà tí? Công... Phòng marketing cho mình thông báo một tí nhá. Thì cho những bạn chưa biết, mình là Hà, bộ phận của bên nhân sự. Thì hôm nay là các sếp vừa mới họp với nhau xong, vừa ra quyết định trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì là công ty mình sắp tới là sẽ cắt giảm 50% nhân viên của công ty. Đéo bất ngờ lắm. Thế nên là trong tuần tới này thì bên phía nhân sự sẽ tăng cường kiểm tra cũng như là check camera để đánh giá được cái năng suất làm việc của các bạn. Cũng như là thái độ của mỗi nhân viên đối với những nhân viên khác trong công ty sẽ như thế nào nhá. Nên là hy vọng là mình sẽ có thể nhìn thấy được cái thái độ làm việc tích cực của các bạn trong tuần tới đây. À quên, cái này thì chỉ áp dụng với những bạn là nhân viên chính thức thôi nhá. Còn những bạn thực tập ý, thì là không áp dụng nha. Ui, nên là mọi người cứ em với anh thực tập nên là may không được gì đấy. Ừ, cũng may đấy. Mình thông báo xong rồi thì các bạn làm việc tiếp đi nhá. Em chào anh. Thôi anh cũng nhắc thế thôi, mấy đứa làm việc đi. Lớn hết cả rồi nên là tự suy nghĩ kỹ hành động mình nhá. Hay quá. Nhất định lần này ta phải làm cho mày bị đuổi việc khỏi cái công ty này. Ui, My ơi. Nè. Ui, sao chỗ cậu có mùi gì trong hôi thế? Tớ ngửi thấy mùi hôi lắm ý. Ui, hình như cậu chưa đổ rác kìa. Trời ơi, sao cậu để chỗ cậu có bẩn thế? Thế chắc cậu nhầm rồi, trong này toàn giấy vụn thôi à, làm gì có cái mùi gì đâu. Nếu mà có mùi thì chắc là do mùi mồm cậu thôi nè.
Còn cái vấn đề đổ rác ý thì chắc là cậu quên, hôm nay là ngày chủ nhật của cậu đấy. Nhưng mà thôi không sao đâu, tớ không bao giờ tính toán với những người thân yêu của mình hết á. Nhưng mà đợi tớ làm xong việc ý thì tớ đổ hộ cho nhá. Ô, chị Hà, em là chị đến lúc nào đấy ạ? À, dạ vâng ạ. Anh Huy ơi, anh Bách ơi, dậy đi ạ, 1:30 rồi. Úi chết mẹ, 1:30 rồi ạ. You are slave, little me. Can you please wake the fuck up in your nightmare? Think about now and the children who wish. À, chào buổi chiều vui vẻ nhá. Cố gắng dậy để làm việc năng suất nào cậu. Mẹ mày hết trò để nghịch rồi à? Chừng nào tao còn thấy mặt mày ở cái công ty này là tao bị gai mắt đấy. Bố còn điên. Thôi, cái mì, cái mì chưa học chợ Thái đúng không? Thôi, con biết đủ. Đi đâu đây? Ui, đúng rồi. Ôi, tao không ngờ mày làm công ty này cùng tao luôn ý. Thằng Bách cũng làm ở đây đấy. Ui, thế á, thằng Bách cũng làm đấy á. Tao làm bên phòng sale ấy, mới thực tập được có mấy bữa thôi. Em chào chị. À, ừ, chào em. À, ê, mà biết tin gì chưa? Tao hôm nay tao đi làm với hôm rồi tao hóng được nhiều chuyện lắm. Ông bác trưởng phòng sale bọn tao á, đang ngoại tình với cái con nào ở phòng marketing đấy. Ui, con nào đấy? Bọn tao làm phòng marketing mà chẳng biết tin gì. Ui, thế á? Nhưng mà tao cũng không rõ đâu, tại vì tao hóng hóng được tí thôi. Nói nhỏ thôi nhá. Tại vì hôm qua chúng nó bảo là chúng nó thấy ông Bắc với lại cùng cái bà đấy đi vào nhà vệ sinh cùng lúc ở trên tầng ấy. Khép cái cầm với em. Xong nào nữa? Mà chắc cũng gian gian díu díu với nhau một thời gian rồi nên là bà vợ bà biết. Hôm qua bà lên thẳng công ty, bà lên thẳng phòng tao, bà nói luôn mà. Mẹ nhà chúng mày lần sau mà để tao phát hiện nhá. Chúng mày thử để tao bắt quả tang xem là tao vặt hết con mẹ cái chúng mày, tao tống con mẹ chúng mày xuống địa ngục ấy. Bọn chó. Đấy bà bảo thế. Ê, tính ra là tao thấy giống như mày đang chửi tao luôn á. Thì tao phải diễn một tí cho nó nhập tâm, cho nó có hồn chứ. Để tao đoán nhá, con đấy tên Ngọc chứ. Khép cái mồm vào em, lộ mẹ mày giờ. Mà thôi nói chuyện thì thôi nhá. Bé này với mày ấy, đừng nói chuyện với ai cả. Tao mới đi làm được vài bữa thôi, tao chưa muốn bị ghim đâu. Rồi, mày yên tâm. Thôi, ba đứa mình đi ăn đi, không muộn mẹ giờ rồi. Marketing ơi. Thì hôm nay anh Kiệt trưởng phòng marketing là có lịch công tác đột xuất đúng không ạ? Thế nên là anh không thể đánh giá được cái thái độ làm việc cũng như là xếp hạng các bạn ở trong phòng marketing chúng mình được. Nhưng mà hôm nay mình có nhờ anh Bắc trưởng phòng sale là hỗ trợ anh Kiệt đánh giá mọi người. Thế nên là bạn nào mà là nhân viên chính thức thì mời các bạn xuống dưới phòng sale chúng ta họp tí nhá. Bạch ơi. Ờ đây đợi tí. Chị My ơi. Có đây. À, em chào anh Bắc. Ừ, chào em. Chồng bác ra cái thể thống gì? Ôi Bách, My, vào đây, vào đây. Thôi mọi người đến đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu họp thôi nhỉ. Ê, thế cái con mà trông rầm rầm ương ương, rấm rấm chua chua kia là cái con Ngọc gì đấy à? Nó chứ còn ai nữa à? Bây giờ ở trên văn phòng tao á, mặt lúc nào cũng xì xì như cục cất chó ấy. Thế mà hôm nay xuống đây cứ tưng tửng ra, ngứa cả mắt. Trông giống con Ngọc ngày xưa học cùng bọn mình nhỉ? Nhìn đéo là gì. Thực sự phải nói thật là anh chưa được tiếp xúc nhiều với các bạn nhân viên phòng marketing. Nhưng mà các bạn là điểm mạnh, điểm yếu của mỗi người như nào là anh biết rõ hết. What the fuck, kêu chưa tiếp xúc nhiều sao lại bảo lại hiểu rõ hết bản chất của nhau là thế nào? Câu trước thì câu sau à? Và nếu như để khen cá nhân của phòng marketing nào xuất sắc nhất trong công ty là anh chắc chắn anh đề cử cho bạn Ngọc. Bạn này quá tuyệt vời đi. Vãi cả xuất sắc. Con mà xuất sắc. Đó bất ngờ lắm. Và sau một hồi họp bàn với các sếp thì phòng marketing chỉ phải loại mỗi một người thôi. Thế nên là anh hy vọng là các bạn dù có ai bị loại thì các bạn cũng đừng có buồn nhá. Chúng ta còn cả tương lai trước mắt nữa. Thì xét theo bảng đánh giá của tuần mà anh vừa được sếp gửi ngày hôm nay đây thì cá nhân có thái độ làm việc tệ nhất của phòng marketing là... Đứa nào gửi đây? Xét trong bảng xếp hạng vừa gửi, bạn nhân viên có thái độ làm việc tệ nhất là bạn Vũ Trà My. Vãi lắm. Yeah.
Ủa cái công ty có gì mà đánh giá thang điểm nhân viên điêu đứng vậy? Chả có điêu đứng gì đâu em. Nếu mà thực sự là em làm tốt công việc của mình ý, thì em chẳng bị xếp hạng cuối rồi nhá. Chứ dịp mẹ đi, đếch quan tâm. Tuần làm việc cuối cùng. Chạy nhở. Rồi, có bạn nào thắc mắc vấn đề gì nữa không? Thế nếu không có vấn đề gì thì chúng ta lên làm việc tiếp đi ạ. Anh Bách. Hả? Phòng mình ai bị thôi việc đi ạ? Nó còn của nợ cái chứ ai? Ồ, em thấy chị Vi làm việc được mà. Có khi làm việc xuất sắc nhất cả phòng mình ý. Ui dành chị, mày ra là mày hỏi nói. Nãy nó còn bị xếp hạng bét hay kìa. Chị Mi. Này. Chị ổn không em? Không. Bắt nãy em vừa hỏi xong anh Bách bảo là chị bị xếp cuối phòng mình. Chị không biết. Chắc cái con danh con kia nó lại bày trò như thế nào nữa. Thế sao chị không làm gì đi, chị báo trưởng phòng đi chứ. Chị cứ để như thế à? Làm gì được nữa em. Cấp trên đã ra quyết định thì không làm gì được nữa đâu. Không đừng. Chị mà nghỉ đi ai bênh em. Em bị bắt nạt thì làm sao. Em không muốn chị nghỉ đâu. Thôi nín đi em. Em với chị cũng đồng hành thế nào được với nhau mãi được. Rồi mà ngày nào đấy em sẽ tự học được cách bảo vệ bản thân mình thôi. Nhá. Không đừng. Thôi mày cầm mẹ mồm mày lại. Mày mà khóc bố mày khóc theo bây giờ con thành con này. Mẹ mày nữa. Cái kết quá là viên mãn đi. Cảm động chết mất. Em chào cả phòng mình. Cái không chứ cả phòng mình có một buổi sáng vui vẻ và mát mẻ nhá. Cả phòng chào em. Ô la la. Tao tự mình nghỉ việc rồi. Ô thế mày quên mất là tao còn làm nốt ở công ty này hẳn một tuần nữa xong tao mới nghỉ làm à. Mà chả sao. Chỉ là một tuần thôi mà. Con này thần kinh mẹ gì. Mai ơi. Chị đang còn mấy cái ý tưởng hay lắm. Em viết giúp chị thành kịch bản được không? Thôi nín đi em. Em với chị cũng đồng hành thế nào được với nhau mãi được. Rồi mà ngày nào đấy em sẽ tự học được cách bảo vệ bản thân mình thôi. Cái việc của mình thì đéo biết tự giác làm mà. Hay là mày suốt ngày mày phải nhờ. Ok con mẹ mày con Min nó chuẩn bị nghỉ làm xong bây giờ đến lượt mày tạo phản à. Mày có ăn miếng cơm thì cũng mày phải để cho bọn tao ăn miếng cháo với chứ. Thì cái lúc mày có lương mày có chia cho bọn tao đồng nào không mày hay nhờ thế. Hả? Cứ ỉa ra là nhờ là thế đéo nào. Mày hay quá rồi đấy nhờ. Con Mi nó đào tạo mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Thôi cầm mẹ mồm mà cho tao còn làm việc. Mày có tin là tao lấy cái máy ép tóc tao ép thẳng cái nét uốn nẹo của mày ra không? Hả? Mày dám à? Ngay cả cái đứa thực tập nó còn chửi thẳng vào mặt cho. Không biết nhục hay sao mà cứ chơi cái mặt ra thế. Cút mẹ vào chỗ này. Mẹ cái lũ chúng mày thích làm nhân viên công lý với nhau đúng không? Chúng mày còn chỉ là cái lũ thua cuộc dám hội tụ lại với nhau thôi. Coi chừng tao đấy. Hay quá à mày. Con Mai dạo này mày hay đấy. Ôi anh không nghĩ mày kinh khủng đến mức đấy luôn nè. Thế sau này đi làm đừng chửi anh nhá. Quá. Anh có làm gì em đâu mà em chửi anh làm gì. Thế thì này đúng là em gái của chị đấy. Hôm nay tao mà không ốm mà tạo nhai đầu con thành con đấy rồi. Thế sao em thấy chị sắp nghỉ làm mà chị vẫn ăn hở hơn cả cái lúc chưa nghỉ làm em. Ô đừng có đùa. Hôm nay tao bị sốt mà tao mới phải lên công ty để tao hóng drama nè. Mà hôm nay con này cũng lạ phết đấy nha. Bình thường con Ngọc nó nói là mẹ cũng cắn nó loài cả doan rồi ấy. Mà hôm nay không thấy bảo gì. Thôi, nó muốn nói thì cứ để cho nó nói. Biết đâu ngày mai nó đéo con răng để mà nói đấy nhỉ. Mai nhỉ. Là nào không hiểu. Mà thôi, chú mày làm nào làm xong việc trong sáng hôm nay đi. Chiều còn thêm siếc. Xong tối về tao bao lẩu nhá. Cô kịch. Mày mà bảo à. Ôm mày không ăn mày nhịn mẹ mày đi để ba đứa tao ăn. Thôi tao về tao làm nốt việc cái chiều đi hóng drama. Gọi máy tính thì gọi nhỏ đấy bạn ơi. À mà thôi, còn một tuần nữa thôi là cậu thích làm gì thì cậu cứ làm đi. Cố gắng lên nhá, rồi mà ngày nào đó cậu sẽ vượt qua thôi. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở nhé. Với lại mình cũng muốn nói với cậu rằng ấy, là nếu cậu còn mở được cái mồm ấy thì cậu cứ nói cho nhiều vào.
Mày nói thế là có ý gì? Con nói đến thế mà Thanh vẫn không chịu hiểu vấn đề nữa thì thôi em lại Thanh. Nói nhiều tốn nước bọt. Tao nghĩ là mày cũng đừng nên tìm cách hãm hại tao làm gì nữa cho nó mệt người ra. Bởi vì bây giờ là tao có tay to bảo kê rồi. Tao không sợ bố qua thằng nào trong cái công ty này nữa đâu. Đá mà vũng mà soi lại mặt mình đi nhá. Những cái người xuất sắc như tao ấy thì không cần bố con thằng nào hết. Chỉ có những cái loại yếu kém như mày ấy thì mới cần cái khác phải nâng đỡ thôi. Ui, chị à, Nhi. Ui, cả tháng không gặp nhau với chị em mình chưa ăn uống gì đâu đấy. Nhi, cái cưng của chị ra này xinh thế. Chào em tên là Ngọc nhỉ? Chị là... Oops, chắc là em cũng không biết chị là ai đâu nhở. Chị xin tự giới thiệu nhá. Chị là Tâm Thi, là vợ của anh bắc cò phòng sale ý. Thì hôm nay mục đích đến đây là cũng để đấm chất vậy con nào dám cặp bồ với chồng chị. Thì em có biết con nào ở trong văn phòng mình cặp bồ với chồng chị không em? Em không ạ. Mày thật không? Ai đấy? Vợ của anh bắc trưởng phòng sale ấy ạ. Thế sao vợ trưởng phòng sale lại ở đây? Thôi chuyện dài lắm, mấy anh biết là được. Tới để đi ăn lẩu kể cho nó sướng. Ta đã bảo rồi, cái mồm còn răng thì cứ cố mà nói cho nhiều vào. Mi ra chỗ khác đi em, để chị giải quyết với bạn này một tí. À, dạ vâng. Hey, cố gắng lên nhá. Tự tin là một ngày nào đấy cậu sẽ vượt qua được thôi. Ừ, nói đi rồi, còn hai chị em mình thôi. Thế để chị hỏi lại nhá. Em là mối quan hệ gì với chồng chị? Sao rồi chị? Thôi, cái để bà chị cứ tự giải quyết. Chị em mình qua bên này hóng ơi. Dạ thế chắc chị nhầm rồi, em không quen. Ôi thế á, mày thật không? Chắc là mày cũng không ngờ tao chơi với con Mi nhỉ? Dạ nhưng mà chồng chị là ai ạ? Mày câm ngay cái mồm lại nhá, mày nói câu nữa tao bả chết mẹ mày đấy. Này, thế mày giải thích xem cái này là như thế nào? Chị lấy mấy cái này ở đâu ấy ạ? Mày đoán xem. Mai ơi, cái việc của mình thì đéo biết tự giác làm mà. Con Mi nó đào tạo mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Mày có tin là tao lấy cái máy ép tóc tao ép thẳng cái nét uốn nẹo của mày ra không? Mày dám à? Chị, nãy giờ chụp được nhiều hơn cho xem với. Uầy, chị chụp nhiều là đằng khác em à. Có nên ra đỡ chị Ngọc không chị? Em thấy tội chị Ngọc quá. Thôi em, có người chọn làm người tốt thì cũng phải có người chọn làm người xấu chứ lại. Tao chọn làm người xấu. Chứ cái loại tiểu tam cặp bồ như kia, mẹ nhà nó tao phải làm người xấu ấy tao mới chịu được. Em xong chưa em? Bất ngờ không? Giải điện thoại chị nào. Chị xin nhá. À, với lại hôm trước chị có bảo chồng chị rồi, chắc chồng chị quên chưa bảo em đấy. Là chúng mày đừng có để tao phải phát hiện ra. Nếu mà tao mà phát hiện ý, là tao vặt cánh với tập cắn chết con mẹ chúng mày đấy. Chị ơi, chị nghe giải thích đấy, em với anh Bắc không có quan hệ gì đâu ạ. Có quan hệ? Không quan hệ. Có đút vào? Không đút vào. Chị biết rồi. Em thề là em không đút vào. Ừ, nhưng mà vấn đề ở đây là em đã biết là ông Bắc có vợ có con rồi đúng không? À, dạ. Rồi mày xong. Một phút mặc kệ, xin được phép bắt đầu.